Theo sử liệu, vào năm 1846, giáo phận Tây Đàng Ngoài đã có 254 chủng sinh, học tại 8 chủng viện gồm Kẻ Non, Hoàng Nguyên, Vĩnh Trị, Bái Vàng, Trang Nứa, Kẻ Lường, Kẻ Là và Lang Đoàn. Như thế, chủng viện Hoàng Nguyên là một trong số các chủng viện này. Ban đầu, tiểu chủng viện được thiết lập tại làng Đồng Tư, tức họ Đồng Lạc ngày nay. Tuy nhiên, do một số học sinh bị phân tán giữa giáo dân, nên việc học tập bị ảnh hưởng. Vì thế, Hoàng Nguyên sau đó đã được bề trên chọn là nơi đặt tiểu chủng viện với tên gọi là Suối Vàng Hoàng Nguyên. Tiểu chủng viện Suối Vàng Hoàng Nguyên do chính Đức cha Rertoliu thiết lập vào khoảng năm 1845. Người phụ trách đầu tiên là cha Castec và sau này là cha Theophan Venaven. Lúc đầu, tiểu chủng viện chỉ có 2 lớp, rồi đất đai được mở rộng, những ngôi nhà tranh được dựng lên và từ năm 1856 đã tăng lên thành 4 lớp học. Đáng tiếc là chỉ 2 năm sau đó, vào tháng 6 năm 1858, giữa những cấm cách và bắt bớ, tiểu chủng viện đã bị quan quân bao vây, đốt phá và phải giải tán. Mãi đến năm 1863, tiểu chủng viện mới được hồi sinh tại Trầm Hạ. Nhưng vì Trầm Hạ quá chật chội, nên các đấng lại chuyển về Hoàng Nguyên. Những năm sau đó, tiểu chủng viện dần được hồi phục cho đến năm 1865. Công việc tái thiết gần như đã hoàn thành. Một sự kiện đáng ghi nhớ đó là vào ngày 26 tháng 1 năm 1868 đã diễn ra lễ thánh hiến của Đức cha Bujinier tại nhà nguyện của tiểu chủng viện. Sự kiện này quy tụ 3 giám mục, 18 thừa sai, 28 linh mục bản xứ, 500 giáo lý viên hoặc chủng sinh và hàng ngàn giáo dân. Vào tháng 10 năm 1881, một cơn bão khủng khiếp đã tràn vào và tàn phá cơ sở tiểu chủng viện. Sau đó, cha Conserat đã cho sửa sang lại. Đầu tiên, nhà nguyện được nâng lên với 6 hàng cột gỗ chắc chắn. Bên cạnh đó, các công trình khác cũng được kiến thiết bề thế khang trang hơn, như nhà của cha bề trên, các lớp học, phòng ăn, ký túc xá, xếp thành một hình tứ giác tuyệt đẹp xung quanh các bãi cỏ được sử dụng làm sân chơi cho các chủng sinh. Số lượng chủng sinh tăng dần lên sau đó và có lúc đạt tới con số 120. Một sự cố đã xảy đến cho tiểu chủng viện vào năm 1904. Một sư huynh già đã vô tình gây hỏa hoạn cho khu nhà quản lý. Tất cả những tòa nhà bằng gỗ và rơm bốc cháy như những que diêm. Tạ ơn Chúa là ngay sau đó, các đấng bề trên đã tái thiết tiểu chủng viện. Việc tái thiết được xây dựng theo phong cách mới, tường bằng đất nung, cột gỗ và mái ngói. Số lượng học sinh lúc này lên tới 200 người. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm 1925, tiểu chủng viện vinh dự được Đức cha Azuti, khâm sứ tòa thánh tại Đông Dương đến viếng thăm. Sau những thăng trầm lịch sử, tiểu chủng viện còn tiếp tục hoạt động cho tới năm 1949 thì đóng cửa, và từ năm 1950, tiểu chủng viện đã chuyển lên Hà Nội. Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên chính thức kết thúc sứ mạng của mình từ đó. Trong ít năm sau đó,
cơ sở của tiểu chủng viện được nhà nước trưng dụng cho các hoạt động giáo dục. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2006, nhà nước đã giao lại 14.087m2 cho Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Với thao thức về với cội nguồn, ngày 27 tháng 9 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã ký quyết định hợp nhất các cơ sở đào tạo và xây dựng cơ sở vật chất tại Giáo xứ Hoàng Nguyên. Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Đức Tổng Giám mục Giuse đã làm phép khu đất và khởi công một công trình mới dành cho Đại chủng viện đặt tại Giáo xứ Hoàng Nguyên. Cho đến nay, công trình đã được hoàn thành và sẽ khánh thành vào ngày 24 tháng 2 năm 2024.